Ngày 10 tháng 8, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử đoàn Phương Anh sinh năm 1988 ở quận Long Biên về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo khoản 4, điều 170 bộ luật hình sự với khung phạt từ 12 đến 20 năm. Phiên sơ thẩm được mở nhưng đại diện Viện Kiểm sát vắng mặt vì lý do sức khỏe. Vì vậy, chủ tòa ra quyết định hoãn, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau. Theo có trạng từ phía truy tố, từ tháng 10 năm 2017, Phương Anh có quan hệ tình cảm với anh Cường, giám đốc một doanh nghiệp Cường sau đó ly hôn, đến ở cùng người tình tại một chung cư. Thời gian này, Cường, Phương Anh và một số người đàn ông khác có quan hệ tình dục không lành mạnh, quan hệ tập thể với nhau, cáo trạng nêu. Sau đó, giữa hai người có mâu thuẫn nên tháng 2 năm 2021, anh Cường chia tay người tình. Phương Anh tìm cách níu giữ nhưng bất thành nên yêu cầu vị giám đốc phải bồi thường tinh thần, thể chất. Ngày 19 tháng 2 năm 2021, Phương Anh cùng anh Cường lập biên bản thỏa thuận thể hiện người đàn ông này phải mua cho cô ta một căn hộ trong Tham City trị giá khoảng 5 tỷ đồng, mở cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng. Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 nên anh Cường chưa thể thực hiện bản thỏa thuận và sau đó cắt liên lạc với Phương Anh. Đầu tháng 5 năm 2021, vợ của một người từng quan hệ tình dục tập thể với Phương Anh và Cường phát hiện trong điện thoại của chồng lưu nhiều hình ảnh, tin nhắn về những lần thác loạn. Người phụ nữ đã gửi những nội dung này gồm nhiều ảnh nhạy cảm của Cường cho Phương Anh. Có những hình này, Phương Anh gửi cho anh Cường nhằm uy hiếp, buộc nạn nhân liên lạc lại và hứa bồi thường hơn 750 triệu đồng. Tuy nhiên, vì giám đốc sau đó không chuyển tiền và tiếp tục cắt liên lạc, Tháng 10 năm 2021, Phương Anh do không thấy tình cũ chuyển tiền nên đưa đề nghị mới, buộc Cường phải đưa cho cô ta hơn 13,5 tỷ đồng thay cho việc mua nhà và mở cửa hàng như thỏa thuận trước. Sau nhiều lần bị uy hiếp, ngày 12 tháng 11 năm 2021, anh Cường cùng Phương Anh đến chi nhánh một ngân hàng ở quận Hai Bà Trưng để chuyển 400 triệu đồng. Tại đây, Phương Anh đã bị cảnh sát bắt quả tang khi nhận tiền đưa về trụ sở. Viện kiểm sát xác định, Phương Anh đã phạm tội nhiều lần, có lúc đe dọa sẽ gọi 1.000 cuộc điện thoại một ngày cho Anh cường. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, khắc phục được hậu quả vụ án.